Ok, xin chào anh em đã trở lại vlog mình. Mình là Hoàng Hải Vlog. Hôm nay mình sẽ làm clip là sẽ làm ẩm thực cho anh em. Ok, món mình hôm nay là sẽ làm món tôm xì me nướng muối ớt. Ok. Ok, ngon. Nope. Mình này láo quá. Ok, món này là món đây, trước hết là tôm nha anh em. Và đây là muối ớt. Muối ớt hôm nay mình đã làm. Đây có nhiều muối. Rất có nhiều muối hơn rồi. Và là que. Que mình giót hết. Ok. Que giống mình lụm dưới hái. Đại nha. Đại nha. Đâu, không biết đâu. Đậu trà đó nè. Ok, tôm xì me thì. Đậu trà. Đậu bông. Ok, tôm nướng thì mình sẽ. Tôm nướng muối ớt thì mình sẽ bỏ ớt vô nha. Thôi anh em mình sẽ bỏ muối thôi, mình bỏ ít thôi nha. Chút có gì lạc thì mình chấm nha. Và mình sẽ ướp qua một lớp muối, ớt. Và mình xiên que mình nướng không, chứ coi đâu. Quá dễ gì. Quá này, món này quá dễ. Rất là dễ dàng nha. Anh em ơi, anh em ráng đăng ký cho mình lên 500 cái shop nha anh em. Không bây giờ chờ lên 500 khó quá. Lên 500 là sẽ ăn mừng. Ok, và mình sẽ cứ xiên tôm này nè anh em ơi. Rồi. Cái xiên này. Sao ta? Xiên một que mấy con? Hai con. Ok, mình sẽ xiên một que hai con nha. Con này nó bị bỏ con. Anh em nè, một que hai con nha. Ăn cho nó đẻ. Bữa nay có thành viên mới là thanh niên mà ngẫu hoài á. Anh niên tên là Thành Vui nha anh em. Hello anh em. Nó không biết Thành Vui đâu. Đã nha anh em. Nhìn nó không biết Vui đâu. Không, nhìn cái mặt em biết hài à. Nhân vật tấu hài nhất đó là. Mình cứ xiên ra nè. Anh em nướng bỏ ít muối nha. Cho lạc thì anh em chấm chứ anh em bỏ nhiều muối quá mày cũng không đảo không. Bữa nay mình đâm nhiều muối là để mình nướng muối ớt chứ không phải là mình hiền không? Đâm mà thay muối ớt, đâm thay muối là thay ớt. Nghe nó nhạt thay bấm muối không? Hồi nãy giờ mình xiên mấy giờ là nhiều xiên rồi nha anh em. Mang đây nó còn cháy không à. Mình xiên một. Đợi một bữa nha anh em. Nhà máy đem gieo không? Ok, bây giờ mình sẽ đi nướng nha. Anh em theo mình. Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ nướng nha anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ nướng nha. Ồ, nếm quá. Làm cái gì? Nướng thì nạp chỗ cháy ăn nó ăn nha. Ok anh em nướng nha. Ok, nước mình đẹp làm hàng chỗ đi chứ đi. Thành Vui á. Nướng xem cho anh chảo bây giờ. Mấy người chưa được báo à. Có chung cháy ngay. Rồi anh em ơi, than hiện tại rất là nén. Đây, mình còn rất là nhiều xiên luôn. Thảo. Thì mình sẽ từ từ nướng nha. Mẹ ơi, Thảo. Thảo được rồi, mình hết được rồi. Corona một cái Thảo vô. Corona, Thảo ở nhà, anh em mình liều mạng đi làm. Im, nói. Bớt nói ăn. Corona lên nói. Ôi, nếu quá nè. Thằng chết từ cô đơn qua nha anh em. Giờ thì nó đừng nói ra từ đó. Giờ chết lắm nè. Mình sợ bị phạt á, mình sợ chết lắm. Có cái chai nước yếu nữa. Rồi, tôm nó đỏ anh em ơi. Tôm nó men lại người lại gần nè. Thấy nó đỏ rồi. Đục, nếu quá. Ok, nếu quá. Thì mình nghĩ tôm mà nó sẽ nhanh chín lắm. Vì tôm mà nó học dạy, học giờ nó giả mà. Ôi mà cái vậy dễ chém. Ngu như vậy không mỏ vậy hả? Cái này hấp dẫn quá. Không muốn cho nó cho mình lại. Cái này gài mình cho nó lại nha anh em. Anh em có ý tưởng cho gì hay thì hãy bình luận dưới để cho mình con. Con. Là tôi ghét mấy thằng con đó nha. Dễ đám lắm nha. Dễ bụi. Bữa nào anh em mình con thanh niên chứ.
Ôi thôi mẹ. Ui giời, nhanh quá, nhanh nhanh tính lắm em. Xíu đổi chép đi. Kìa. Ôi, mẹ đầu là nó chín anh em ơi, má cái chín nè. Đó, chín khá nhiều. Rồi. Đúng rồi nha anh em, trước khi chín mình phải làm lễ nha. Rất là đông nha, bây giờ mình sẽ đổ tay cho mình xem. Dạ, đúng rồi. Thằng ngay có cái vũ khí là cái chai quýnh bớt không gì anh em ơi. Ừ, anh em ơi, anh em nướng đừng có khô á. Anh em nướng nó ướt quá. Vừa đổ vừa đổ là ngon. Nó vừa đổ đỏ là ngon. Chúc xin chúc mẹ đầu đình diễn một con ấy. Còn nếu mà này mà khui, anh ấy nướng nhiều mà có gì nó không xíu vậy. Tuy vậy thôi. Bắt thần thôi. Không hành là bắt. Không ơi. Không thì quốc đi, quốc đi, quốc đi, đừng ngại ngùng. Thôi, cho anh nói vậy, anh ấy. Thôi, 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 thôi. Là chi tiết của ba. Những bồ ăn sống. Đồng thời. Anh công chứng rồi. Đây là anh sống rồi hả? Đúng rồi. Anh sống rồi hả? Anh xem anh công sống rồi. Mình nói anh sống rồi, anh đang công chứng rồi. Mình làm cái clip tặng anh công như chứng rồi. Tại anh không chứ ăn gà. Anh em cũng nghĩ cho mình lên anh sẽ ăn gà anh em. Để cho anh em coi gà. Không biết là nghe lắm. Xong. Thì bây giờ cái tiền cho con em. Cái dụng đi. Có thể điểm cái bên hướng anh em, nó hay lắm. Đi đi. Lâu lâu nhìn mình thằng nó được không thì thế. Có thể dụng không thì thế. Túi đồng gì nè, túi. Túi, ừ, chắc chắn anh. Nè. Khỏi. Dừng lại luôn chồng. To infinity and beyond. Em ơi, cái mẹ ơi, nãy giờ mình nướng chín hầu, bây giờ mình sẽ cầm hết đi thưởng thức nha. Nãy giờ nướng nãy giờ cỡ 10 phút rồi, nó chín hết luôn rồi. Đây. Anh cầm đi thưởng thức nha anh em. Đã không? Phải không? Phải cầm đi thưởng thức á. Đã nói cầm đi thưởng thức á. Anh em đã không? Ê, bắt dậy mày. Nó thằng này láo đi. Ok. Thử thôi. Đây, anh em coi mẹ tô mình nè. Nãy giờ nướng. A few moments later. Em ơi, bây giờ mình sẽ thưởng thức anh em. Nướng xem nãy giờ là cỡ 15 phút là có anh à. Nhanh có anh lắm. Ok, đây là những xiên nướng của mình. Rất là hấp dẫn nha. Rất là nhiều luôn. Ok, bây giờ mình sẽ review trước. Mang đây từ từ nha. Ok, mình sẽ review trước nha. Đây, tiếng muối ớt nãy còn dư rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ ăn thử tôm nha. Anh thử không chưa á? Là hồi nãy mình nêm muối rồi á, là nó có vị rồi. Bây giờ anh em cần chấm thêm muối không? Chấm á. Anh em đừng bỏ nhiều muối quá nó sẽ mặn. Ngon quá anh em. Ngon hơn. Ừ. Bê quá. Ngọt. Cay thật. Ngon. Trời ơi. Ngon quá bà con ơi. Nó bê. Wow. Bê quá. Anh cái đầu cũng ngon mà. Không có từ gì diễn tả ngoài từ xuất sắc. Nope. Đây là xiên quay sô nha anh em. Ngon lắm anh bà con. Tôm nướng cây dừa. Ngon lắm anh em ơi. What? Mày, sao thế mày? Chảy mình chảy là chảy. Ngon đủ xì ra. Ngon. Mạnh mạnh á. Mạnh mạnh rồi con. Ngon. Cái nghe cũng ngon mà. Nó giỡn á. Thấy nha. Hết một cây. Cái muối. Dính cá. Dính cá. Oh. Muối này mình đâm là hiền lắm. Nhiều muối mà ít ớt. Bữa giờ mang lên nó chửi quá. Đâm muối tàn ớt không à? Không thấy chút muối anh em. Ừ, rất ngon rồi này anh em ơi. Nó đã. Không còn từ gì để diễn tả. Tôm ngọt ngọt á. Một cái thơm, cái hợp với mì muối nó mặn mặn ăn xuống. Ok. Chào á. Đây anh em ơi, anh em ơi sẽ ăn con tôm và miếng ớt rất là bự nha. Đây đây đây. Đã đó nè. Sẽ review con tôm này nha anh em.
mình sẽ review tôm này. Ok anh đi, anh ngon em. Mình sẽ gấp thêm nữa cho nó cay cay, nó phê một xíu. Đấy. Nhìn bên đây review anh miếng ớt thật là to siêu bự nha anh em. Rồi, anh đi ngon em. Anh nó nhanh như khỉ á. Tôm nó ngọt ngọt, muối nó mặn mặn, ớt nó cay cay, ăn rất là đã. Ok, mà review rất là có tâm con nãy. Ok, bây giờ mình vô anh con nữa, mình sẽ kết thúc video nha anh em. Đã quá anh em ơi. Mà anh em phát quý nha. Mình ăn cái kiểu quý tộc này anh em. Con tôm này bự nè. Ôi, quý tộc quá. Không vô, không vô. Quý tộc ghẻ mỏ. Đúng rồi. Bây giờ anh em, cái là cây gai chấm không gì nè. Mình dùng nó ra sao nè. Đáp đáp. Cái hình nào mà nó tọc đồ á, nên là nói chung là mình giả mỏ á, bước xin mình làm đẹp vậy không nữa. Và đem nhăn. Rồi ok, mình sẽ kết thúc video ở đây. Nếu đem thấy hay thì hãy like, subscribe cho mình nha. Nên mình mạnh vô nhăn, từ từ. Và nếu anh em có mọi ý tưởng gì hay thì hãy comment ở phần dưới để mình biết và mình sẽ thực hiện yêu cầu của anh em, và mình sẽ kết thúc video hả anh. Bye bye anh em. Bye. Bye anh em.